khá bảnh về thì anh em tính sao bạn? Thì tôi nói thật chứ bạn là bạn tương bùi luôn, anh khá là anh của tôi. Tôi anh khá vẫn là anh của tôi thôi. Nhiều lúc là tôi không làm hài lòng được những mối quan hệ của anh khá tôi, nhưng tôi nói thẳng các bạn luôn, tôi chỉ biết là anh khá là anh tôi thôi. Còn nhiều lúc mối quan hệ của anh khá tôi không cần thiết là tôi phải làm hài lòng họ bạn ạ. Tại vì tôi chỉ biết là anh tôi thôi, và tôi tâm lý của tôi chỉ phò tá anh tôi thôi. Bạn bè của anh tôi tốt, ai tốt với tôi tốt tốt lại. Không tốt với tôi cũng phải nịnh họ làm gì cả bạn nhỉ. Đôi khi tôi chỉ biết là những thứ là tôi chỉ biết anh khá thôi. Còn trong những cái mối quan hệ của anh khá, ai tốt với tôi tốt lại, không tốt với tôi cũng dẹp. Nói thẳng bạn là dẹp vợ con rồi, nói thẳng bạn mẹ. Những thứ bảo là tụ tập bầy đàn, nó đéo phải là cái sống của tôi rồi. Nói thẳng với các bạn luôn, nhiều những cái mối quan hệ, nói thẳng, nó đéo được bằng những cộng đồng mạng các bạn đâu. Đấy, nói thẳng anh em nhá. Đấy, nhiều cái mối quan hệ nó đéo được bằng cộng đồng mạng ở trên mạng đâu. Anh em hiểu không? Nhiều cái mối quan hệ nó chỉ phong bạt, mình có thì người ta đến, không có thì người ta bỏ đi. Đấy bạn ạ. Đôi khi là mẹ đông nó đéo làm được gì đâu các bạn, hiểu chưa? Đông nó làm gì đâu, nói chung là toàn hình ảnh thôi, chẳng có cái vẹo đéo gì cả các bạn, hiểu chưa? Nói thẳng thế cho nó nét, bạn hiểu không? Còn ai tốt với mình tốt lại các bạn ạ, cuộc sống của tôi vợ con rồi, nó nhẹ nhàng thôi các bạn, hiểu không? Còn đôi khi các bạn ạ thì mẹ nhiều lúc có thân đéo phải là lấy đâu, hiểu chưa? Đấy rồi, nhà anh làm quán ok em ạ, em một phút tôi ok cho anh em. Chị Thúy đây. Còn anh em ở trên mạng này, anh em tránh bị bịp, các bạn là tránh bị bịp. Nhiều thứ anh em không được như anh em nghĩ đâu, anh em hiểu không? Nhiều mối quan hệ cũng nhiều như cuộc sống không được như anh em nghĩ đâu. Địt con mẹ thân nhau lắm là cắn nhau đâu, chúng nó cắn nhau bây giờ anh em ạ, sắp tới thì các bạn nhìn biết này. Đến với nhau vì lợi danh thì ra đi vì lợi danh, hiểu không? Thằng nào có tí phêm xong cái là cút hết gì đâu mà. Anh em nhìn chuẩn bị này, mẹ mẹ một dãy các bạn bốc phốt nhau có thứ rầm rầm lên bây giờ. Kinh ok bạn nhá. Anh em không? Hôm nọ đi qua đám cưới anh to quá. Nói chung cưới anh không to đâu, nói chung là ở trên Sơn Tây thì nói chung là không phải to, nhưng thực ra là anh nói chung là tạm tạm rồi, bằng bạn bằng bè rồi, cưới anh không phải to. Hello bạn nhá, hello bạn điện xa cơ nhá, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn xa cơ, điện xa cơ đã đến chung vui với tôi bạn nhá, cảm ơn bạn, vợ chồng tôi thay mặt vợ chồng tôi là cảm ơn bạn, bạn hiểu không? Cảm ơn bạn đã không quản đường xá xa xôi.